Manchester United đã nhận thất bại 1-2 trước Brighton trong trận mở màn Premier League 2022-23. Màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ, đặc biệt là hàng tiền vệ, đã khiến màn ra mắt Premier League của Erik Ten Hag thực sự là một thảm họa. Vâng, không để quý vị và các bạn chờ lâu, ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình bình luận sau trận của Random Football. Trái với thông tin ban đầu về việc Ronaldo sẽ đá chính nơi hàng công của Man United do Martial chấn thương, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã xếp bộ tứ Rashford, Bruno Fernandes, Eriksen và Jadon Sancho. Trong khi đó, tân binh khác là Lisandro Martinez đá cặp với Harry Maguire ở trung tâm hàng thủ. Bước vào trận đấu, các cầu thủ Manchester United lập tức thi triển lối chơi mà Erik Ten Hag yêu cầu, đó là triển khai bóng từ tuyến dưới. Những pha phối hợp sắc nét đã được thể hiện và cơ hội cũng đã đến với họ. Tuy nhiên, cả Bruno lẫn Christian Eriksen đều không tận dụng thành công. Về phía đội khách, Graham Potter đã chỉ đạo cho các học trò thi đấu lùi sâu, rình rập và trông chờ vào những tình huống phản công. Họ đã tận dụng khá tốt hai tình huống chuyền hỏng của Diogo Dalot và Fred để có hai pha hãm thành cực kỳ nguy hiểm. Đoàn quân của huấn luyện viên Erik Ten Hag chơi khá tệ trong hiệp thi đấu đầu tiên và họ đã bị trừng phạt bởi những sai lầm của mình. Brighton đã cho thấy vì sao họ chính là ngựa ô tại mùa giải năm ngoái khi trừng phạt United bằng hai bàn thắng. Phút 30, từ pha mất bóng ở khu vực giữa sân của Scott McTominay, Leandro Trossard thực hiện đường chọc khe để Danny Welbeck băng xuống đón bóng. Anh truyền bóng qua hai chân của Dalot và loại bỏ nốt hàng thủ Man United cũng như thủ môn David De Gea để tạo cơ hội cho Pascal Gross dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Chưa dừng lại ở đó, ở phút 39, từ tình huống thoát pressing ấn tượng ở tuyến dưới, Solly March có cơ hội dứt điểm ngay sát vòng cấm của Man United, nhưng thủ môn David De Gea đã xuất sắc cản phá. Bóng bật ra và Pascal Gross dễ dàng thực hiện cú đá bồi, tung nóc lưới của Man Đỏ, nhân đôi cách biệt. Hiệp 1 thảm họa khép lại với Erik Ten Hag cùng với các học trò. Sang hiệp 2, Man United lập tức tràn đội hình lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Liên tục là tình huống lên bóng từ hai cánh nhờ sự cơ động của Jadon Sancho và Marcus Rashford, cùng với đó là khả năng chuyển hướng ấn tượng của Eriksen. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn bế tắc dẫn đến việc Ronaldo được tung vào sân và anh ngay lập tức thể hiện khả năng của mình bằng việc tạo khoảng trống và những đường truyền tạo cơ hội cho các đồng đội. Những nỗ lực của Quỷ Đỏ cũng đã được đền đáp. Phút 68, từ quả phạt góc, bóng được câu vào vòng cấm Brighton, bóng chạm lưng Dalot rồi hướng về phía khung thành của đội khách. Alexis McAllister trong nỗ lực phá bóng đã đưa bóng về lưới nhà, giúp Man United có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy những phút còn lại, Man United liên tục gia tăng sức ép nhưng không thể thay đổi cục diện trận đấu và họ đành chấp nhận thất bại trong ngày ra quân ngay trên sân nhà. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần phỏng vấn sau trận. Huấn luyện viên Erik Ten Hag cảm thấy vô cùng thất vọng và khẳng định sự thiếu hài lòng của mình trên BBC Sport. Ông nói, đây chắc chắn là một sự thất vọng. Tôi biết ngay từ đầu mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng. Chúng tôi đã hai lần mất bóng và tổ chức không tốt. Rõ ràng hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn ở hàng tiền vệ khi Christian Eriksen lùi xuống và Ronaldo xuất hiện. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội với Rashford, đã có hai thời cơ rõ rệt, nhưng đá kiểu đó thì chịu. Tôi không hài lòng, toàn đội mắc sai lầm khi kiểm soát và tổ chức phòng ngự. Tôi đã thấy một đội bóng gắn kết với nhau và dám chiến đấu vì lợi ích chung, nhưng công việc này cứ quái đản thế nào ấy. Trong khi đó, đội trưởng Harry Maguire chia sẻ, chúng tôi đã bước vào trận đấu với một thái độ tích cực, nhưng đó lại là một khởi đầu tồi tệ. Bàn thua đầu tiên đã khiến toàn đội mất tự tin và 2-0 là tỷ số ác mộng. Tôi và Martinez đã không chơi cùng nhau nhiều và chưa thể ăn ý trên sân, nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Cuối cùng, hãy đến với những điểm nhấn sau trận đấu giữa Man United và Brighton. Thứ nhất, cặp hắc bạch vô dụng. Tiếp tục được Erik Ten Hag tin tưởng, nhưng hôm nay cặp đôi này đã chứng minh vì sao nhiều năm qua Man United luôn cần một tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Mick Fred không thể kiểm soát được khu vực trung tuyến, vì thế Quỷ Đỏ không thể áp đặt thế trận lên đội khách. Ngoài ra, những đường chuyền hỏng của bộ đôi này luôn đặt các cầu thủ phòng ngự phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Chuyền hỏng thường xuyên để mất bóng, cảm quan vị trí và khả năng hỗ trợ phòng ngự kém. Bấy nhiêu đó thôi đã nói lên một ngày tồi tệ của Fred và McTominay. Huấn luyện viên Erik Ten Hag cần nhân tố mới
thị trường chuyển nhượng thì vẫn còn mở cửa và Quỷ Đỏ cần nhanh chóng bổ sung một cái tên chất lượng cho tuyến giữa nếu như họ không muốn nhìn thấy những màn trình diễn thảm họa như hôm nay. Thứ hai, Harry Maguire và Lisandro Martinez sẽ là cặp trung vệ chính của Man United. Lần đầu tiên xuất phát cùng với nhau, bộ đôi Ma đã thể hiện phần nào những điểm mạnh của mình. Martinez đã có màn ra mắt Premier League khá ấn tượng. Cầu thủ người Argentina thể hiện sự mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, kỹ năng khống chế và truyền bóng bằng cái chân trái điêu luyện của mình. Ngoài ra, anh còn thể hiện khả năng đeo bám khó chịu, chủ động trong các tình huống cắt bóng và hỗ trợ tấn công trong các tình huống cố định. Về phía anh trưởng, khả năng truyền bóng vượt tuyến và tranh chấp vẫn được anh thể hiện trong trận đấu này. Tình huống tham gia hỗ trợ tấn công trong hiệp 2 của anh cũng giúp cho Man United có được bàn gỡ. Tuy vẫn còn những tình huống bọc lót chưa tốt và chưa thật sự hiểu ý nhau, đặc biệt là ở bàn thua thứ hai, nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên họ đá cặp cùng với nhau và cần thêm thời gian, bộ đôi Mama sẽ khẳng định giá trị của mình. Trong danh sách đăng ký trận này, chỉ có Varane trên băng ghế dự bị, trong khi Lindelof và Eric Bailly không được đăng ký. Như vậy, chúng ta có thể đoán được ngoài hai cái tên hàng đầu ở vị trí trung vệ là Harry Maguire và Martinez, Rafael Varane sẽ là sự lựa chọn thứ ba, Lindelof là thứ và còn lại sẽ là Eric Bailly. Thứ ba, Ronaldo chưa bao giờ là vấn đề trên sân cỏ. Hôm nay, Erik ten Hag đã để Ronaldo xuất phát trên băng ghế dự bị. Anh chỉ được tung vào sân ở phút 53 để thay thế Fred. Không mất nhiều thời gian, anh lập tức để lại dấu ấn của mình bằng pha căng ngang như đặt để Rashford băng vào đệm bóng ở cự ly gần, nhưng lại không thắng được thủ môn của đối phương. Siêu sao người Bồ Đào Nha không có nhiều khoảng trống để dứt điểm do hàng phòng ngự kín kẽ của Brighton, nhưng anh lại làm rất tốt trong việc liên kết lối chơi bằng những đường truyền xuất sắc. Chỉ tiếc là các đồng đội của anh lại không tận dụng được. Chính CR7 và Christian Eriksen là những điểm sáng hiếm hoi trên hàng công của Man United. Hôm nay là ngày hàng công của Quỷ Đỏ chơi thiếu hiệu quả, đặc biệt là Rashford và Bruno. Dường như họ đã đánh mất chính mình quá lâu và chưa tìm lại được phong độ vốn có. Tương lai của Ronaldo vẫn đang là dấu hỏi, nhưng nếu anh ra đi, Erik ten Hag không thể tìm ra một cái tên nào trong đội hình để đặt niềm tin vào lúc này. Thứ tư, James Gardner nên được thi đấu thay vì Mixon hoặc Fred. Trước khi mùa giải mới diễn ra, James Gardner từng lên tiếng muốn ra đi nếu không được thi đấu thường xuyên. Hôm nay chúng ta đã thấy tài năng trẻ này có tên trên băng ghế dự bị, nghĩa là Gardner đang nằm trong kế hoạch của Erik ten Hag. Chứng kiến bộ đôi McFred thi đấu thảm họa trong ngày hôm nay, cơ hội dành cho James Gardner sẽ sáng hơn rất nhiều. Man United cần thay đổi và 10 khó hoàn toàn có thể thử nghiệm chàng trai trẻ này cho những trận đấu sắp tới. Erik ten Hag từng phát biểu, nếu không mua đúng người phù hợp với chiến thuật, ông sẽ sử dụng những nhân tố sẵn có trong đội hình và Gardner sẽ là cái tên có thể giúp ông phần nào giải quyết vấn đề này. Điều quan trọng ở tài năng trẻ này là anh có đủ kiên nhẫn và quyết tâm trong các buổi tập hay không. Cơ hội sẽ mở ra rất nhiều sau trận đấu này, chỉ cần Gardner nắm bắt tốt, anh hoàn toàn có thể góp mặt thường xuyên trong đội hình xuất phát. Thứ năm, Man United cần tận dụng thời gian còn lại của phiên chợ hè. Thất bại ở trận mở màn chưa phải là thảm họa với Man United, nhưng họ cần nhìn vào đó để biết mình thiếu gì và khắc phục như thế nào. Cặp tiền vệ trung tâm tỏ ra vô dụng trong khi hàng công nhạt nhòa và không tận dụng được cơ hội. Thật khó để tìm ra cái tên nào trong đội hình để người hâm mộ có thể yên tâm vào lúc này. Thị trường chuyển nhượng vẫn còn kéo dài đến ngày 1 tháng 9. Erik ten Hag và ban lãnh đạo sẽ phải làm việc cật lực, ít nhất là mang về thêm những nhân tố mới để gia tăng chất lượng đội hình và giải quyết phần nào những vấn đề tồn đọng bao năm qua của Quỷ Đỏ. Một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo có thể sẽ được cân nhắc trong thời gian tới. Nếu không có thêm tân binh, có lẽ ten Hag chỉ còn cách trông cậy vào lớp cầu thủ trẻ hiện tại khi những nhân tố đá chính thi đấu phập phù và đánh mất phong độ trầm trọng. Liệu rằng sẽ có thêm tân binh nào xuất hiện tại Old Trafford và 10 khó sẽ làm gì với đội hình hiện tại sau những gì đã thể hiện trước Brighton ngày hôm nay? Hay ông lại đi theo vết xe đổ của một huấn luyện viên người Hà Lan khác là Louis van Gaal khi cùng nhận thất bại 1-2 trong trận mở màn? Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.